Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng kỷ niệm 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Ngay từ những ngày đầu của năm 2024, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm chào mừng ngày lễ lớn này. Ghi nhận về nội dung trên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau. Hưởng ứng các hoạt động trong tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2020, đã thành thông lệ, cứ vào mỗi dịp đầu tháng 3 hàng năm, các hội viên phụ nữ trong tỉnh lại sôi nổi khoác lên mình tà áo dài thướt tha, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa những hình ảnh đẹp, độc đáo của áo dài Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ hội viên phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy sản phẩm văn hóa quốc gia. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội, vận động cán bộ hội, hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức, nữ thanh niên, hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại địa phương, nơi công tác. Mặc áo dài đến công sở, dự các cuộc họp, hội nghị, mặc áo dài trong các ngày diễn ra sự kiện tại địa phương. Từ thành thị tới nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, ven biển, tại các công sở, doanh nghiệp, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài. Áo dài giờ đây không chỉ là biểu tượng cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, mà còn đại diện cho văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. Năm nay, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà đã tổ chức chương trình trình diễn áo dài hết sức quy mô, khi lấy ý tưởng mốc thời gian 114 là con số kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, làm cơ sở cho 114 tà áo dài đầy màu sắc rực rỡ, hòa quyện, đan xen, nổi bật, nhằm tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết, sang trọng và dịu dàng của phụ nữ Quảng Trị qua tà áo dài. Ngoài trình diễn áo dài, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà còn tổ chức đồng diễn dân vũ với hơn 1.000 phụ nữ tham gia, tạo nên một màn trình diễn ấn tượng, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân trên toàn tỉnh. Chúng tôi tích cực tập luyện và đến ngày hôm nay chúng tôi đã tham gia trình diễn rất là tốt. Và chị em rất là hào hứng, rất là tích cực và rất là vui vẻ. Và đây cũng là một trong những cái hoạt động mà tạo nên cái không khí tốt cho tất cả chị em phụ nữ khu phố 7 cũng như phụ nữ phường 1 và toàn thành phố Đông Hà. Thông qua cái hoạt động này, chúng tôi muốn tạo dậy lên một phong trào thi đua thể dục thể thao đối với toàn thể người dân và phong trào phụ nữ trên địa bàn để hướng tới nâng cao sức khỏe. Đặc biệt là chúng tôi hưởng ứng cái tuần lễ áo dài Việt Nam, tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam từ mùng 1 đến mùng 8 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Và đây là một trong những cái hoạt động để khởi động cho các cái hoạt động của mùa hè sắp tới, góp phần cùng phong trào phụ nữ thành phố xây dựng người phụ nữ Đông Hà thời đại mới, góp phần cùng với thành phố xây dựng văn minh đô thị, sớm đưa thành phố và thực hiện đạt đô thị loại 2 và từng bước trở thành thành phố thông minh. Hòa chung trong không khí vui tươi của những ngày tháng 3 lịch sử, tại các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đem lại niềm vui cho chị em phụ nữ cũng như người dân trên địa bàn bằng các hình thức như tòa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày gian hàng kết hợp với các hoạt động an sinh xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Quảng Trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng cũng đã tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền nữ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đấu, cổ vũ sôi nổi, hào hứng. Ban công tác cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài cho các đoàn viên, nữ công chức trên địa bàn. Đồng thời, các cấp công đoàn cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo được nhiều dấu ấn trong lòng mỗi hội viên. Bên cạnh việc mà tham gia các hoạt động của huyện thì tại cơ sở xã chúng tôi cũng đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động cũng rất là sôi nổi. Tại xã Hải Phú thì có các hoạt động như là tổ chức
hội thi ảnh online áo dài, duyên dáng áo dài phụ nữ xã Hải Phú và một chương trình là đồng diễn dân vũ áo dài là với từ 100 đến 150 hội viên tham gia chương trình trình diễn thời trang áo dài và trao giải cuộc thi ảnh áo dài tại buổi lễ. Cũng như trong buổi lễ thì chúng tôi có tổ chức một số hoạt động trò chơi nhỏ để cho hội phụ nữ gắn kết với nhau. Và cũng trong cái buổi đó thì chúng tôi có tổ chức cái hoạt động là hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, là trao bò giống, heo giống và hỗ trợ cho phụ nữ khởi sự khởi nghiệp. Ở cấp cơ sở, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra, tạo sân chơi, cơ hội giao lưu học hỏi để nâng cao kỹ năng, kiến thức, sự tự tin cho chị em phụ nữ thông qua nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Thủy tổ chức hội chợ quê không dùng tiền mặt năm 2024. Hội chợ có 18 gian hàng của các chi hội phụ nữ trong xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương lân cận, các cơ sở kinh doanh, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch do hội viên phụ nữ sản xuất. Sản phẩm được công nhận OCOP của địa phương, các món ẩm thực quê hương, đồng thời là hình thức sinh hoạt hiệu quả, đổi mới, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào đời sống của cán bộ, hội viên. Tạo cái thói quen cho người, cho hội viên phụ nữ cũng như người dân là làm quen với cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt mà bằng các cái hình thức như là chuyển khoản hoặc là quét mã QR. Thì đối với cái hoạt động này thì nhiều chị em là có thể nói là sử dụng lần đầu, mặc dù là còn nhiều cái bỡ ngỡ, có nhiều cái mới trong cái việc thực hiện giao dịch, nhưng mà qua cái hội chợ lần này thì thấy rằng là chị em hưởng rất là cao, tinh thần của em rất là phấn khởi và tham gia rất là đông cả cái gian hàng, tham gia vừa giao dịch vừa là gọi là trải nghiệm cũng như là để tìm hiểu thêm cả cái hoạt động mà giao dịch không dùng tiền mặt. Vì sự cấp thiết của công nghệ thông tin trong đời sống xã hội, không chỉ năm nay mà từ những năm trước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hội và phong trào phụ nữ. Với năm 2024, thực hiện chủ đề năm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đề ra giao ước thi đua được Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia ký kết thực hiện các chỉ tiêu như xây dựng, triển khai ít nhất một mô hình, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chủ đề năm. 100% đơn vị cấp huyện tham gia có chất lượng cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội. Phấn đấu 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính riêng có kết nối mạng. 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho hội viên phụ nữ. Thì từ sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì các cấp hội trong toàn tỉnh đã đồng loạt sôi nổi tổ chức rất là nhiều hoạt động, từ những cái hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài để lan tỏa cái giá trị vẻ đẹp của áo dài, di sản văn hóa Việt Nam, và cũng như là hưởng ứng cái phong trào thi đua xây dựng người của phụ nữ Quảng Trị thời đại mới. Thì cùng với các hoạt động đó thì các cấp hội trong toàn tỉnh đã cũng triển khai các hoạt động để hưởng ứng cái chủ đề năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội bằng rất nhiều những các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, và các cấp hội cũng đã có các hoạt động để ứng dụng triển khai chủ đề năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu hội gắn với cái đổi mới phương thức hoạt động hội thông qua các hoạt động như là các cuộc thi live stream trực tuyến, rồi ứng dụng các phần mềm Google Meet, phần mềm Zoom để triển khai các hoạt động của hội, cũng như là trong cái hoạt động hội họp, để rồi là thông qua đó những cái tinh thần, những cái việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội nó gần hơn đối với hội viên phụ nữ và thực hiện cái chủ đề kế hoạch năm 2024 thành công. Có thể thấy rằng, việc quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong dịp chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 đã tạo được dấu ấn trong từng cấp hội, từ tỉnh đến tận các chi tổ hội. Các hoạt động diễn ra lành mạnh, sôi nổi, không chỉ lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các cuộc trình diễn ảo dài, đồng diễn dân vũ, mà còn khơi lên lòng tự hào dân tộc, quê hương, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các cuộc gặp gỡ, tòa đàm, trao quà, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho hội viên phụ nữ. Không khí rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần của mỗi hội viên,
Từ đó, giúp mỗi chị em nâng cao ý thức xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.